Rồi, bây giờ thầy sẽ sửa anh. Thầy có hai cái màn hình nha, một màn hình để code, một màn hình để thầy vẽ. Cho nên là mấy bạn lưu ý, mấy bạn theo dõi hai màn hình giúp thầy nha. Rồi, bây giờ màn hình code trước nè. Thì bữa trước thầy nói là thầy phải sửa cho mấy bạn thêm cái remove nữa để cho nó chuẩn hết toàn bộ mọi thứ ha, để mấy bạn bước qua cái bài sinh linking list này, mấy bạn cứ theo cái cơ sở đó mà mấy bạn làm thôi, được chưa? Rồi thì bây giờ bữa trước thì thầy nói cái hàm remove thứ nhất á là mà mấy bạn xem màn hình code nha, tại vì cái này khá đơn giản nên là không cần phải vẽ chi. Rồi thì bây giờ nếu mà cái index này á mà nó nhỏ hơn không, hoặc là cái index này mà nó lớn hơn cái length, đúng không? Nó length tức nghĩa là cái cao, được chưa? Nó lớn hơn cái cao trừ, nó lớn hơn hoặc bằng cái cao là mình đã bụp này được liền rồi. Thế là chỉ số để xóa thì nó phải có thật, đúng không? Thì nó tới tới cao trừ một là hết rồi, cho nên là nó bằng cao là mình phải cruise nó lên. Cruise cái lỗi là out of branch, được chưa? Rồi cái gì? Index out branch gì đó, được chưa? Cái này là để kiểm tra cái chỉ số đó xóa có hợp lệ hay không, đúng chưa? Sau đó thì chia ra làm mấy trường hợp, đúng không? Thứ nhất á là trường hợp rỗng là mình không cần xét, rỗng là nó đã bằng, nếu mà rỗng thì chắc chắn là nó rơi vô đây nha, rỗng là chắc chắn là nó rơi vô đây rồi, được chưa? Rồi còn ngược lại á, thì chúng ta cần phải xét trường hợp, bữa hổm thầy nói rồi là xét trường hợp có một phần tử duy nhất. Tại sao khi xét trường hợp có một phần tử duy nhất á thì nó sẽ tác động lên cả head và cả tail luôn, cho nên là chúng ta cần phải xét cái trường hợp đó. Nếu mà cái cao mà bằng một, số lượng phần tử là một một phần tử, được chưa? Cái danh sách hiện tại mà nó có một phần tử á thì chúng ta làm sao? Chúng ta phải xóa đi cái phần tử đó, đúng không? Tức nghĩa là chúng ta gọi delete cái head, thì ra chúng ta gọi delete cái head. Rồi sau đó thì chúng ta cho cái head cái null gì đó về về null hết, cái head cái tail luôn về null hết rồi, và cái count về không. Như vậy là xong chuyện nha, return, được chưa? Rồi chỗ này hiểu không nào? Hiểu không? Hiểu bấm vô tay coi. Màn hình của thầy nó bị chuyển qua màu trắng rồi. Biết rồi, có hai màn hình mấy bạn cứ ghim vô ha. Mấy bạn ghim lên cả đồng thời cả hai màn hình cho thầy đi. Ghim cái màn hình kia lên. Mấy bạn thấy hai màn hình của thầy mà. Cả hai màn hình luôn mà, phải không? Dạ. Đúng không? Mấy bạn ghim cái màn hình code lên. Dạ cao. Rồi ok ha, như vậy trường hợp này là ổn, không có vấn đề gì cả. Rồi bây giờ chúng ta xét tới cái trường hợp gì, nếu mà nó xóa ở cái đầu, tức nghĩa là index bằng không, đúng chưa? Và chúng ta xóa tới trường hợp là cái index ở ở cuối, tức nghĩa là bằng cao trừ một. Như vậy thì còn lại chính là cái index bất kỳ, đúng không? Index bất kỳ. Rồi xét cái trường hợp xóa ở đầu, đúng chưa? Xóa ở đầu thì mấy bạn coi cho thầy trên cái màn hình vẽ nha. Rồi bây giờ thầy vẽ trường hợp xóa ở đầu thì bây giờ giả sử thầy lấy một cái danh sách liên kết, hiện tại nó có 3 phần tử nha. Đây, có 3 phần tử. Mười lăm, 27, 39, đúng chưa? Thằng này ở địa chỉ A, thằng này địa chỉ B, thằng này địa chỉ C, cho nên next của A chính là B, mà next của B chính là C, còn next của C là rỗng, được chưa? Rồi đây là head. Còn đây là tail. Thì head là đang giữ địa chỉ của thằng A, còn tail địa chỉ của thằng C. Còn count nó là bằng bằng 3. Được không? Rồi bây giờ xóa xóa thằng đầu tiên, giờ làm sao? Đúng không? Xóa thằng đầu tiên á, thực tế là chúng ta chỉ cần chuyển cái head nè qua cái B là đủ rồi. Đúng không? Head qua cái B là đủ rồi. Được chưa?
Head này á, sau khi xong rồi thì chắc chắn rằng là nó phải giữ địa chỉ của thằng B, nó còn thằng theo nó giữ địa chỉ gì của nó thì kệ nó chứ, được chưa? Còn cái head nó phải giữ địa chỉ của thằng B. Trên thực tế á, là nếu mà thực tế thì mấy bạn chỉ cần chuyển cái thằng này nè, chuyển cái thằng quỷ này nè, từ cái A chúng ta chuyển thành cái C, là chỉ tự chuyển thành cái B là xong chuyện, đúng không? Đó, nhưng cái vấn đề là nếu mà chúng ta chỉ chuyển đơn thuần như vậy thì cái A nó sẽ rác ở trong máy tính, hiểu chưa? Cái A nó sẽ bị rác ở trên máy tính, và khi nó A nó rác ở trên máy tính thì chúng ta sẽ không có cách nào để chúng ta xóa nó được, tại vì hết cái tên rồi. Nếu chúng ta chuyển nó thành cái B thì nó rất là đơn giản, là chúng ta lấy head bằng headnet cái là xong chuyện. Nhưng mà khi đó thì rõ ràng á, là cái việc mà chúng ta lấy như vậy thì nó sẽ làm rác vùng nhớ A này đi. Thì giờ khi mà nó làm rác vùng nhớ A này đi thì hoàn toàn là chúng ta không có cách xóa, đúng không? Bởi vì chúng ta không còn tên để trỏ tới nó được rồi. Head bằng headnet, lúc đó là head nó giữ giá trị là B. Thì trên đây tất cả các ô nhớ, không có ô nhớ nào đang giữ giá trị là A hết, để chúng ta xóa được. Cho nên nó là chúng ta phải dùng một cái con trỏ tạm ha. Chúng ta phải sử dụng một cái con trỏ tạm, được chưa? Chúng ta phải sử dụng một cái con trỏ tạm. Cái con trỏ tạm này đặt tạm được gọi là đặt tên là tem, không? Cái tem này nó sẽ bằng cái head trước. Được chưa? Thì khi mà nó bằng cái head á thì lúc đó nó sẽ giữ cái địa chỉ A này. Sau đó thì cái head này á nó sẽ được gắn là bằng headnet. Được chưa? Hoặc là bằng temnet gì đó tùy. Được chưa? Tại vì sao? Head là chỗ này đúng không? Một chỗ này muốn chuyển thành B thì cái B thì nó lại chỉ nằm trong headnet thôi, nó nằm trong next của A, mà A thì cũng đang giữ ở cái head, cho nên là headnet thì là B, còn cái head này chính là cái ô A này nè, cho nên gán vô thì nó tự động nó thành thành B, được chưa? Thì sau khi chỗ này, sau khi cái này xong thì nó thành B rồi thì chúng ta mới có được cái câu chuyện đó là chúng ta gọi delete cái tem đi, thì lúc đó cái ô này nó bị hủy nha, cái ô này nó bị hủy và chúng ta sẽ giảm đi cái giá trị cao đi một đơn vị, được chưa? Theo kiểu trừ đó. Như vậy thì các bạn nhìn lại màn hình code thì thầy sẽ code ha. Not sound time bằng head. Được chưa? Head bằng headnet. Được chưa? Head bằng headnet. Và gọi ra delete time. Được chưa? Rồi cái cao giảm đi một đơn vị. Được chưa? Return. À, lưu ý là cái hàm này nó không, nó return cái gì? Nó return cái gì nha? Cái hàm này lưu ý nha, cái hàm này nó không phải là nó move nha, chưa? Rồi, thì nó yêu cầu là chúng ta phải return được cái phần tử, cái giá trị của cái phần tử mà mới vừa xóa, trả về cái giá trị của cái phần tử mới vừa xóa. Như vậy thì chỗ này á là chúng ta lưu ý ha. Chúng ta lưu ý là chúng ta không có return không như vậy ha, mà trước khi chúng ta xóa thì chúng ta sẽ lấy lại cái giá trị đó ha. À, lấy lại cái giá trị đó, this head. Rồi cái gì nữa? This head value đúng không ta? Data, được chưa? This head data. Được chưa? Thôi vậy đặt tên là data luôn. Rồi. Rồi chúng ta sẽ return cái data đó. Vậy tương tự như vậy ha. Thì trước khi chúng ta xóa, chúng ta phải lại giữ lại cái data đó ha. Lưu ý. Được chưa? Để chúng ta return cái data. Rồi chỗ này hiểu không nào? Chỗ này hiểu không? Alo. Alo. Hiểu không? Hạ tay xuống rồi, rồi bấm cho ta lại. Mỗi lần mà thầy gọi giơ tay á là bên đây phần mềm nó cũng chạy điểm danh đó nha. Còn ai hả? Cúp thầy họ hỏi là những người không hiểu. Rồi xong rồi ha. Bỏ tay xuống rồi. Ai không hiểu bấm giơ tay coi. Chỉ có hiểu hay không hiểu là đừng có ba phải nữa, hiểu nữa không nha. Hiểu hiểu không hiểu rồi thôi à. Rồi có hiểu rồi không hiểu nè. Có ai không hiểu không để thầy giảng lại. Rồi hiểu hết nha, bảy mấy người mà có năm mấy người giơ tay rồi nha. Rồi ai không hiểu đâu.
không hiểu thì tiếp theo qua tới cái tiếp theo. Rồi, xóa đi cái phần tử cuối cùng. Như trở lại với cái hình này thì vẫn được, đúng nhờ. Quan trọng là giờ xóa phần tử cuối cùng, xóa làm sao? Rồi ai cho thầy một cái cao kiến để xóa cái phần tử cuối cùng, hay là cái phần tử 39 này nè, xóa coi. Cho thầy một cái cao kiến nào đó coi. Ai bấm giơ tay phát biểu rồi. Biểu cộng điểm nha. Lê Phương Cát. Dạ, thưa thầy là đầu tiên sẽ em sẽ chạy một con chỏ B đến phần tử B. Rồi. Sau khi chạy con chỏ B đến phần tử B rồi thì em sẽ cho theo bằng về B và B trở thành B next. Rồi. Sau đó Ok. em sẽ lấy giá trị ra và em xóa B và em return giá trị x về. Rồi, ok, cảm ơn em. Rồi bữa hổm á là mình đã phải hiểu được rằng là muốn muốn xóa đi cái phần tử này á thì á mình phải hiểu được rằng là thứ nhất á là cái C á nó phải lúc này nó phải chuyển về là B, tức nghĩa là nó cái C này nó phải chuyển về B thì giờ. Và cái thứ hai á là cái phần tử B này nè, thì giờ cái next của nó là phải trở về null, đúng chưa? Cái next của nó phải biến đổi thành null. Chỗ này. Cái next của nó phải biến về thành null. Như vậy thì chắc chắn là mình phải lôi thằng B này ra. Mà muốn lôi thằng B này ra thì chúng ta chỉ có dựa vào là đi việc đi tìm phần tử trước cái phần tử mà chúng ta cần xóa. Đúng không? Trước cái phần tử mà chúng ta cần xóa. Hay là nói cách khác là chúng ta tìm phần tử trước cái phần tử có cái giá trị là index mà bữa hổm cái thần chú đó thì đã học rồi, đúng chưa? Cái thần chú mà để tìm một cái phần tử trước một cái vị trí index bất kỳ thì đã học rồi, được chưa? Rồi thì bước một chúng ta phải đi tìm nó ra, được chưa? Chúng ta phải đi tìm cái con B này ra nha, chúng ta đi tìm con B này ra. Rồi bước một, đúng không, tìm cái con chỏ pre, được chưa? Tìm cái con chỏ pre. Thì khi tìm cái con chỏ pre rồi thì chắc chắn là lúc này thằng pre ở đây nó sẽ giữ cái địa chỉ là B. Thì khi nó giữ địa chỉ là B rồi á thì lúc này á chúng ta sẽ chuyển cho cái tail này nè. Đúng không? Đúng không? Chúng ta chuyển cho nó, chúng ta gán cho nó bằng pre. Thì nó lúc này nó chuyển ra thành B. Nhưng mà nếu như vậy á thì hiện tại là chúng ta nắm được thằng C không? Vẫn nắm được chứ không phải không nắm được. Chúng ta có là B net thì nó vẫn là C, đúng không? Chúng ta hoàn toàn chúng ta gọi là delete pre net vẫn được. Nhưng mà như vậy thì nó không hay lắm ha. Thay vì làm như vậy thì chúng ta gọi delete luôn đi. Được nha, chúng ta gọi delete luôn ha. Thay vì như vậy thì chúng ta gọi delete tail luôn đi để cho nó xóa cái thằng C luôn. Được chưa? Đỡ viết thôi, chứ viết pre net thì nhiều hơn, delete pre net thì nhiều hơn. Rồi sau đó thì chúng ta mới gán cho cái tail á nó về là pre, tức nghĩa là về cái con chỗ B. Rồi bước 4 á chúng ta mới lấy cái pre net đó chúng ta gán về về null. Được chưa? Và chúng ta giảm cao đi một đơn vị. Được chưa? Thì cái đó chính là cái quy trình để chúng ta đi tìm ra cái chúng ta xóa đi cái phần tử cuối cùng ha. Rồi nó hơi cực chút xíu, được chưa? Rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ có ha. Bây giờ mấy bạn quay vô cho thầy. À, chúng ta sẽ đi lấy con chỗ pre ha, bằng cách chúng ta cho nó đít hết, được chưa? Rồi và chúng ta như bữa trước chúng ta đã nói là chúng ta chạy một cái vòng for đúng không, in y bằng không, y bé hơn index trừ một, y cộng cộng, được chưa? Pre bằng pre net, thì đoạn code này sẽ giúp cho chúng ta tìm ra được
À, tìm ra được là địa chỉ của cái phần tử trước cái phần tử mà chúng ta cần xóa. Được chưa? Trước cái phần tử mà chúng ta cần xóa. Thì sau khi copy rồi thì chúng ta gọi là chúng ta phải trên đây nó gọi là delete theo, nhưng mà nhớ ha, trước khi delete chúng ta phải lấy dữ liệu ra để chúng ta hồi chúng ta return nữa. Cho nên là chúng ta sẽ lấy là theo data. Được chưa? Rồi chúng ta gọi delete theo. Được chưa? Rồi sau đó thì chúng ta gán theo thầy thường viết là this theo cho nó rõ ràng ha. This theo bằng pre. Được chưa? Pre net bằng null. Được chưa? Và cao giảm đi một đơn vị. Được chưa? Return cái data đó. Rồi hiểu không ta? Hiểu không nào? Rồi thầy không hỏi lại nha, thầy chuyển qua cái xóa tại vị trí bất kỳ nha. Xóa tại vị trí bất kỳ. Ok. Tiếp ha, xóa tại vị trí bất kỳ. Như vậy thì bây giờ xóa tại vị trí bất kỳ thì thầy lấy 5 phần tử đi. Thầy lấy 5 phần tử nha. À, 6 phần tử đi cho nó rõ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hết. Theo. Được chưa? Đây là A, B, C, D, E, F. Được chưa? 1, 15, 27, 3, 9, 8. Rồi. Thì cái head này nó sẽ giữ địa chỉ của thằng A, còn cái tail địa chỉ của thằng F. Được chưa? Next của A là B, next của B là C, next của C là D, next của D là E, next của E là F, còn next của F là rỗng. Được chưa? Thầy cần xóa đi cái index thằng này là 1 2 0 1 2 3. Thầy cần xóa đi cái thằng D, tức nghĩa là chỉ số 3 là 3, được chưa? Chỉ số là 3 thôi, chân này là 31 đi. Được chưa? Rồi. Đây là thầy muốn thầy xóa cái thằng chỉ số là 3. Như vậy thì mấy đứa phải hiểu được rằng là sau khi mà xong rồi á thì chúng ta phải có cái trách nhiệm á, là sau khi xóa được thằng D này rồi á thì chúng ta phải hiểu được rằng á là cái phần next của cái thằng C này nè, lúc này không phải là thằng D nữa mà là lúc này nó sẽ chuyển lại là thằng thằng F, thằng E. Được chưa? Nên nó sẽ chuyển cái next này gọi là thằng E. Được chưa? Thằng D sẽ phải biến mất. Được chưa? Như vậy là xong chuyện. Cái này là chỉ có một một cái bị biến thôi. Đấy là từ C nó chuyển thành thành à, từ D nó chuyển thành E. Như vậy thì mấy bạn sẽ thấy là nó đụng cái gì nữa? Nó đụng con chó pre tiếp nữa. Không, nó đụng con chó pre tiếp nữa. Như vậy thì chúng ta cũng phải đi tiếp tục, chúng ta tìm cái con chó pre, đúng không? Chúng ta tìm cái con chó pre. Bước 1, chúng ta phải tìm pre. Thần chú thì đã học rồi, được chưa? Rồi, đây, pre. Sau khi là tìm pre rồi thì chắc chắn pre này nó mang địa chỉ của thằng thằng C. Thì lúc này chúng ta lấy là net C, được chưa? Được chưa? Chúng ta lấy net C. Được chưa? Net của thằng C á, chúng ta gán làm sao cho thằng E. Thì bây giờ thằng E này có mấy cách gọi ta? Hả? Có mấy cách để gọi ra thằng E. Bây giờ dựa trên cái hình này nè, bây giờ gọi gọi tên thằng E ra đi, là cái tên nào sẽ lấy được cái địa chỉ của thằng E. Gõ lên trên dạ em làm 4 bước sau bước 1 trước video của thầy, theo video của thầy được không? Được, tụi em muốn làm cách nào tụi em làm nha. Rồi. Nên thầy muốn chia trường hợp ra cho rõ thôi. Bây giờ thầy đang hỏi cái trường hợp này nè, được chưa? Nhưng mỗi lần thầy giảng là thầy giảng mỗi kiểu thôi à, chứ thầy không có cố định là thầy phải giảng theo kiểu nào hết đó. Muôn hình vạn trạng. Quan trọng là cái tư duy lúc đó mình sẽ tư duy như thế nào nha. Rồi, pre net net đúng không? Pre net net.
Như vậy thì giả sử rằng là bước 2 mà chúng ta chọn cái pre-net net, chúng ta cho pre-net bằng pre-net net, đúng không? Chúng ta cho pre-net bằng pre-net net. Thì lúc này á, cái pre-net này nó là D thì nó chuyển thành E rồi. Như vậy thì mấy bạn sẽ thấy trường hợp nó sẽ bị cái trường hợp gì? Có phải nó bị cái trường hợp là không còn cái thằng nào giữ địa chỉ của thằng D nữa hết, đúng không? Mà không có còn thằng nào địa chỉ với thằng D thì thằng D bị gì? Bị rác trong máy tính, được chưa? Bị rác trên máy. Như vậy thì cái bước 2 chắc chắn là chúng ta không nên làm như thế này. Chúng ta phải lụm ra được cái địa chỉ D ra trên một cái con trỏ khác, được chưa? Cho nên là thầy đề nghị ha, là cái bước 2 chúng ta sẽ lấy một cái con trỏ thêm. Chúng ta lấy một cái con trỏ thêm. Chúng ta gán cho nó bằng pre-net. Được không? Chúng ta gán cho nó bằng pre-net. Khi nó gán bằng pre-net thì lúc này á, chúng ta sẽ có được một con trỏ nữa, đó là con trỏ thêm. Nó đang giữ địa chỉ của thằng D. Được chưa? Thì lúc này cái bước 3 thì chúng ta cho pre-net bằng thêm net. Đúng không? Pre-net bằng thêm net. Thì lúc này thì thêm net chính là E rồi, dán vô chỗ này thì chỗ này nó từ D nó sẽ chuyển thành E, được chưa? Nhưng mà bước 4 thì chúng ta sẽ delete cái thêm được. À, chúng ta delete cái thêm, tức nghĩa là delete cái D được. Được chưa? Thì cái đó là chính là cái quy trình mà chúng ta nên làm nha. Rồi. Rồi. Được không? Rồi, not thêm bằng pre-net. Được chưa? Rồi, chúng ta có bước tiếp là chúng ta cho pre-net bằng thêm net. Được chưa? Rồi, chúng ta lấy data ra. In data bằng thêm data. Được chưa? Rồi, gọi delete thêm. Được chưa? Và cuối cùng thì trả về cái data đó. Không, giảm cao đi một đơn vị. Rồi, thì đó là quy trình để chúng ta làm và tư duy cho nó đầy đủ hết tất cả các bước là như vậy. Nhưng mà về nghiên cứu lại kỹ đi ha. Về nghiên cứu lại kỹ, có thể gộp được cái trường hợp xóa ở cuối với cái trường hợp xóa ở vị trí bất kỳ. Gộp được rồi. Nhưng mà tùy nha, nó gộp hay không gộp là tùy mấy bạn nha. Theo thầy đề nghị là đứa nào yếu yếu thì cứ tách ra hết cho thầy, viết cho thầy cho nó khỏe, được chưa? Rồi rồi, như vậy thầy đã sửa xong cái câu remove, được chưa? Rồi mấy bạn làm tiếp mấy câu khác ở trên cái e-learning hôm nay, là cái bài sinh lý list cho thầy nha. Có ai có ý kiến gì trong lúc thầy giảng cứ bật mic nói nha, chứ thầy giảng hết hai màn hình thầy đâu có mở Google Meet bên này đâu mà thầy biết tụi em nói. Dạ thầy ơi, có cần term next bằng luôn rồi mới xóa term không? Term next bằng null. À, cái chuyện đó thì có thể nha, cái chuyện đó thì có thể, nhưng mà hình như trên BKL này không làm như vậy thì nó vẫn chạy bình thường ha. Nên là thường là thầy cũng nói với mấy bạn là mấy bạn có khả năng là mấy bạn nên cô lập cái thằng xóa trước khi là chúng ta phải phải ở trước khi chúng ta xóa nó thì cũng được nha. Nhưng mà đôi khi thì có compiler thì nó không cần thiết nó phải chạy cái chuyện đó. Cho nên là thử ha, nếu mà nó bị lỗi thì cứ cứ gán thêm cái đó vào để cô lập cái thằng cần xóa trước khi chúng ta xóa. Rồi làm cái bài ấy đi nha, làm cái bài doubly linked list đi.
Rồi bây giờ á, nói chung á là cái bài này á, lấy cái bài trước không, sửa chút xíu là xong rồi không, sửa chút xíu là xong thôi không. Bây giờ mình nhớ lại kỹ cái bài trước ha, là bài trước chúng ta cũng chia ra làm hai trường hợp đối với thằng này đúng không, một là danh sách nó rộng được chưa, danh sách nó rộng thì khi danh sách nó rộng thì chúng ta tạo một cái phần tử mới đúng không, chúng ta tạo một cái phần tử mới rồi element vô rồi chúng ta làm gì nữa, chúng ta sẽ lấy cái head và cái tail chúng ta gán cho phần tử mới này, tăng cao lên một đơn vị. Cái này hoàn toàn không có cái gì thay đổi cả nha, hoàn toàn không có gì thay đổi cả được chưa. Rồi, cái này hoàn toàn không thay đổi cả. Tại vì cái con bên danh sách liên kết đơn á thì nó giữ phần tử kế tiếp thì nó cũng bằng null, mà cái thằng này á thì nó do nó có một phần tử ha, sau khi thêm rồi nó có một phần tử ha thì cái phần net của nó cũng bằng null, mà cái phần mà giữ địa chỉ của phần tử trước đó thì nó cũng là null thôi chứ không có gì mới cả. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta nói tới cái câu chuyện là bây giờ nếu mà nó thêm vào cuối trong trường hợp nó có phần tử thì sao? Thì nó cũng phải nêu nêu ra là cái thứ nhất được chưa. Rồi sau khi nó nêu ra xong rồi á thì cái theo mấy bạn tưởng tượng, mấy bạn nhìn lên cái vẽ nha, thì bây giờ nó có ba phần tử đi được chưa, đây là A nè, B nè, C nè, được chưa. Cái head đang giữ cái địa chỉ của cái A nè, cái theo đang giữ địa chỉ của cái C nè, được chưa. Rồi bây giờ thằng này là A ha, thằng này A là giữ địa chỉ B, B giữ địa chỉ C ha, C giữ địa chỉ null ha, được chưa. Thì bây giờ danh sách liên kết đôi thì thằng này nó sẽ thêm một 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 cái giá trị nó giữ nữa, đó chính là cái giá trị của cái phần pre ở phía trước đó, được chưa. Địa chỉ của cái node trước đó ha, thì cái B sẽ giữ địa chỉ của thằng A, còn cái thằng C thì nó giữ địa chỉ của thằng B. Bây giờ thêm một cái thằng nữa, đó là thằng D được tạo mới ra, được chưa. Thì tại thời điểm ban đầu thì nó hai này đều null hết, được chưa. Sau khi mà xong rồi á thì thằng này mới là thằng cuối cùng, thằng này mới là thằng cuối cùng, cho nên cái chỗ cái theo này nè, được chưa, cái theo này nè thì nó phải là thằng D. Đồng thời á cái thằng C này bây giờ nó không còn là thằng cuối cùng nữa, cho nên cái next của nó lúc trước là null thì bây giờ cái next của nó phải là thằng D. Rồi đồng thời thằng D là thằng cuối cùng cho nên cái phần pre của nó thì bây giờ là null ha, thì bây giờ nó phải sửa là thằng C, tại vì thằng C là thằng trước đó. Được chưa? Cái này là kỳ vọng đạt được của mình, phải không? Ba chỗ đó là mình cần phải sửa. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng á
là cái dễ nhất chúng ta có thể nắm đầu ra được á, là cái thằng D ha, cái phần pre của thằng D. Để ra cái thằng pre, phần pre của thằng D thì chúng ta có thể gán cho nó, chuyển cho nó thành C trước được, bằng cách là chúng ta lấy từ thằng theo ra, được chưa? Từ đó chúng ta lấy được từ thằng theo ra, được chưa? Thầy code luôn, vô luôn ha. Rồi rồi sau đó là chúng ta lấy cái gì nữa, chúng ta lấy cái net của cái thằng C á, thì cái net của thằng C hiện tại chúng ta có thể lấy thông qua thằng thằng theo được, tại vì cái thằng theo hiện tại đang giữ địa chỉ của thằng thằng C, được chưa? Thì chúng ta lấy cái theo net chúng ta gán cho bằng thằng D, mà thằng D chính là cái thằng B B new, đúng không? Cái thằng D chính là cái thằng B new. Mấy bạn mở cả hai cái thằng ra coi ha, cùng một lúc nha. Rồi thì gán cho nó bằng B new, để chưa? Mà gán cho nó bằng B new chính là gán cho nó trở thành D, được chưa? Rồi thì sau cái đó rồi thì chúng ta mới gán cho cái thằng theo đó đó, chúng ta mới gán cho nó thành B new được, thì lúc này á nó sẽ trở thành D, được chưa? Rồi và cái cao tăng lên một đơn vị return đó, thì cái đó chính là cái việc mà ép ép phần tử vô vô cuối, được chưa? Ép phần tử vô cuối. Rồi có ai có ý kiến gì về cái này không? Ai không hiểu không thì nói, thì để thầy giảng lại nha. Rồi hiểu hết rồi đúng không? Hiểu hết rồi, tiếp tục thằng S ở cái một cái địa chỉ bất kỳ, được chưa? Thì chúng ta cũng đi kiểm tra ha, index nó có bé hơn không hay không, hoặc là index, được chưa, lớn hơn count, thì chúng ta quăng ra cái lỗi, đúng chưa? True ra cái lỗi là lỗi std out of range. Rồi được chưa? Rồi những cái trường hợp ví dụ như là rỗng, không rỗng thì thầy thường là thầy viết gọi cái hàm trên luôn cho rồi, được chưa? Gọi cái hàm trên luôn, được chưa? Gọi cái hàm ở trên luôn, được chưa? Rỗng hoặc là cái gì, hoặc là cái index á, nó bằng bằng cái count thêm vào cuối mà, thì thầy gọi cái hàm trên luôn cho đỡ mất công copy số, được chưa? Còn trường hợp, còn hai trường hợp cần phải xử nữa, đó là trường hợp thêm vào đầu, tức là index bằng không, rồi thêm vào vị trí bất kỳ, rồi thêm vào vị trí bất kỳ. Rồi bây giờ thêm vào đầu đi, xóa xóa bớt đi. Rồi thêm vào đầu ha. Thì đây là theo nó vẫn giữ là C. Thì bây giờ thêm vào một cái nữa vào đầu, thì tức nghĩa là chúng ta phải vẽ thêm một thằng nữa, đó là thằng D nó nằm đây, đúng chưa? Sau khi nó thêm vào đầu rồi thì chúng ta phải có những cái kỳ vọng sau đây. Thứ nhất, cái thằng head này bây giờ á nó không phải là A nữa, mà lúc này nó phải là thằng C, được chưa? Lúc này nó phải là thằng C, để nó được chuyển thành thằng, ở lột nó chuyển thành thằng D, nhầm, thằng A này nó sẽ chuyển thành thằng D. Rồi cái nét của cái thằng D này nè, được chưa, sẽ được chuyển thành thằng thằng gì, thằng A. Rồi và cái cuối cùng là gì, cái free của thằng A sẽ được chuyển thành thằng D. Đó là những kỳ vọng đạt được, cần kỳ đạt được của chúng ta, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm những cái thao tác nào để chúng ta làm được cái chuyện đó. Dĩ nhiên muốn tạo ra cái mới thì chúng ta phải 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 new nó rồi, b new bằng new node element, được chưa? Rồi gì nữa, rồi bây giờ xử từng cái trước ha, xử cái màu đỏ trước đi, là cái phần next của cái phần new á thì được gán, thì được chuyển thành thằng A, mà thằng A thì được lưu trong head, cho nên chỗ này nó sẽ là bằng this head, được chưa? Rồi
cái phần next của cái con A, cái phần pre của cái con A được phải được chuyển thành D, mà cái phần pre của con A thì nó cái A nó nằm ở trong hash, cho nên chúng ta có thể lấy nó ra bằng this hash pre. Được chưa? Được gắn bằng bnew. Được chưa? Bnew chính là D. Được chưa? Và cái cuối cùng thì chúng ta mới chuyển cái hash thành cái bnew được. Được chưa? Và chúng ta tăng lên một đơn vị. Rồi chúng ta return. Rồi. Hiểu chỗ này không? Hello. Hiểu không ta? Dạ hiểu. Hiểu đây ơi. Ok, ai không hiểu thì nói để thầy giảng lại nha. Thầy nói rồi mấy bài này mà mấy đứa không không hiểu là mấy đứa đi hết nguyên cái môn này, thầy nói trước rồi á. Thầy cảm giác là thầy giảng là kỹ lắm rồi á. Mà thầy ơi, em cũng làm giống thầy mà lúc em bấm kiểm tra thì nó cái phần có chỗ là không đúng ạ. Không đúng gì. Dạ cái chỗ mà thêm vào à, cái chỗ thêm vào cuối thì nó lại hiện tào lao lắm mà. Gì đâu thầy bấm nha. Dạ. Có chữ V nữa hả? Đâu, thêm vào cuối. Đó cái thứ ba đó thầy. Cái thứ ba này thêm vào cuối. Tại cái hàm sai thì mình chưa làm cái hàm sai nên nó bị vậy. Chưa làm hàm sai đúng không? Ừ, thì hàm sai viết vô là trả về cái gì? Cái cao, đúng rồi. Rồi đúng rồi đó, như bạn nói đó, đó ha. Tại vì cái hàm sai đó là nó lúc đầu viết trả về không, cho nên lúc nào cũng ép vô đầu hết nha. Rồi. Được chưa? Rồi bây giờ thêm vào vị trí bất kỳ nha. Thêm vào vị trí bất kỳ á thì bê nguyên cái bài trước vô. Rồi sửa chút xíu thôi, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta trở qua với cái slide á, lộn, cái bảng. Rồi. Sáu con đi. Có 5 con được rồi. Rồi D, E, được chưa? Thì gần này chắc chắn là next của thằng thằng này, thằng C sẽ là thằng D, next của thằng D sẽ là thằng E, next của thằng E là null, đúng chưa? Rồi, rồi pre của thằng E thì là thằng D, pre của thằng D sẽ là thằng C, được chưa? Rồi cái hash thì nó vẫn là A, được chưa? Bây giờ thầy thêm vô tại index bằng đây là 17 đi, 23, 8, 9, 12. Được chưa? Thì bây giờ thầy thêm vô index số 3. Được chưa? Index số 3 nha. Là con 7. Được chưa? Index số 3 con thứ 7. Tức nghĩa là sau khi thêm rồi thì nó phải thành là 17, 23, 8, 7, 9, 12. Được chưa? Đó, ý là như vậy. Rồi, như vậy thì bây giờ làm sao để làm được cái chuyện đó? Thì chắc chắn rằng á là chúng ta phải hiểu được rằng là khi mà chúng ta thêm vào thì có một cái con mới nó được tạo ra ở đây, được chưa? Con 7 được chưa, tạo ra ở đây nó nằm một cái địa chỉ F nào đó, được chưa? Thì bây giờ mà muốn chen vô giữa cái thằng C với thằng D á thì bắt buộc rằng á là cái phần next của cái thằng C này nè thì lúc này sẽ phải là thằng F, được chưa? Cái thằng next của thằng C này nè phải là thằng F, còn cái phần pre của cái thằng D này nè thì sẽ là thằng gì, thì sẽ là thằng
thằng F cũng là thằng F luôn. Được chưa? Rồi cái phần next của thằng C của thằng F á, thì phải là thằng D. Mà còn là cái phần pre của thằng F á, thì phải là thằng C. Thì lúc này nó mới chen vô được. Hiểu không? Đây, chính đây là chính là những cái kỳ vọng cuối cùng của mình cần phải làm. Được không? Bây giờ chúng ta phải biến cái kỳ vọng nó thành hiện thực. Được chưa? Rồi, bằng cách là bước 1 là chúng ta phải đi tìm con chó pre. Nha, tìm con chó pre chứ không, nếu không tìm chó pre làm sao lấy được thằng C? Tìm pre. Mà tìm pre á thì sẽ tìm được cái thằng, tìm được cái thằng thêm bằng cách là cho pre net, không? Tức nghĩa là cái chỗ mà cái cần thêm là cái chỗ số 4 này nè, thì chúng ta tìm cái lộn, cái chỗ số 3 thì chúng ta tìm cái con số 2, tức nghĩa là thằng C ở trong pre. Còn cái thằng thêm thì nó nằm ở trong 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 cái thêm này. Được chưa? Nếu mà mấy đứa viết khéo thì bài này mấy đứa không cần tạo thêm luôn, nhưng mà thầy nói là thôi thầy viết cho những bạn trung bình đó, trung bình nhất. Được chưa? Không cần tạo thêm luôn. Được chưa? Để chúng ta lấy ra được hàng quỷ rồi đó. Để chút hồi chúng ta cái riêng cái thằng C thì chúng ta sẽ lấy pre net đúng không? Để chúng ta thay đổi. Còn cái đối với thằng D chúng ta lấy thêm net để chúng ta thay đổi. Được chưa? Rồi bước 2 thì chúng ta mới new node để nó tạo ra cái node F này. Được chưa? Rồi bước 3 là làm gì? Bước 3 là đã có cái new node này, tức là bthem này nè, b new nè, b new. Giữ cái địa chỉ F rồi. Được chưa? B new nè. Được không? Thì lúc này á là chúng ta bắt đầu là chúng ta sẽ thay đổi được rồi. Đúng chưa? Chúng ta lấy prenet. Được chưa? Prenet tức nghĩa là cái chỗ mà hiện tại đang là chữ D tô màu đỏ này nè, chúng ta chuyển thành F thì nó thành B new. Đúng chưa? Chúng ta chuyển thành B new. Rồi cái bước 4 á thì chúng ta lấy cái thằng thêm net, thêm pre. Đúng không? Thêm pre chúng ta cũng gắn bằng B new. Rồi bước 5 á thì cái phần B, cái phần pre và cái phần next của cái phần pre của cái con F này nè thì phải là thằng C. Mà cái thằng C thì nằm trong đâu? Nó nằm ở trong cái con chó pre. Rồi, cái bước 6 á thì cái phần next của cái con F này nè phải là cái gì? Cái phần next của con F này nè phải là D, cho nên là D thì nó nằm ở trong trong thêm, cho nên chỗ này chúng ta sẽ gán bằng như vậy. Như vậy thì đây chính là tất cả các bước để chúng ta làm ha. Rồi bây giờ chúng ta code chúng ta bỏ vô not sao. Bây giờ chúng ta tìm pre đúng không, bằng head this đúng không, chạy còn for in y bằng không, y bé hơn index từ 1, y cộng cộng đúng không, pre bằng pre net. Rồi thần chú bước 1 thần chú đã tìm được con chó pre. Rồi tiếp tục lấy con chó thêm ra bằng cách lấy prenet. Được chưa? Bước 3 là chúng ta new. Được chưa? Rồi bước 4 là chúng ta lấy prenet. Chúng ta gán bằng b new. Rồi chúng ta lấy thêm thêm previous. Được chưa? Thì chúng ta gán bằng b new luôn. Bước 5 chúng ta lấy b new. Lấy phần previous chúng ta gán bằng con pre. Rồi bnew net thì chúng ta gán bằng con thêm. Rồi chúng ta tăng cao lên một đơn vị. Xong. Hiểu vấn đề không? Hiểu chưa? Còn ai không hiểu không? Không hiểu nói để giảng lại nha.
Rồi. Các câu còn lại lưu ý giùm thầy nè. Thật ra cái câu cái đối với danh sách liên kết đôi á thì nó có một cái chi tiết này khá là quan trọng ha. Khi mà mấy đứa tưởng tượng mấy đứa đi tìm con chó pre này nè thì mấy đứa gặp cái vấn đề gì khi mà làm việc với danh sách liên kết đôi? Có ai có ý kiến, có cao kiến gì không? Thực ra là có cách nào làm khác để cho cái việc tìm pre này trên máy tính nó thực hiện ít thao tác hơn hay không? Có ai có cao kiến gì không? À có nè. Ơi Phan Hải Hà coi. Alo. Dạ, alo thầy, tại mạng em yếu. Rồi. Nói đi em. Dạ, nếu mà index mà nếu mà cái vị trí mình cần tìm mà nó nằm gần con trỏ head hơn thì mình sẽ cho chạy từ head đến tail, còn nếu con nếu mà vị trí cần tìm gần tail hơn thì mình sẽ cho chạy từ tail lên đến đầu lại. Rồi, ok, cảm ơn em. Rồi như vậy thì cái quan trọng á của cái con của cái danh sách liên kết đôi là nó có thêm một cái tính chất nữa. Thực ra nó không có tính chất, nó từ trong cái cấu trúc của thằng node, là node nó còn giữ được địa chỉ của phần tử trước đó, cho nên chúng ta có thể chạy được một cách hai chiều. Cho nên mấy bạn sẽ thấy là tất cả các test case đều ghi là cái list và reverse của cái list, không? Tại vì reverse của cái list tìm ra rất là dễ, không? Chúng ta chỉ cần chạy quay ngược lại là chúng ta đã tìm được reverse của cái list rồi. Như vậy thì nói cách khác là chúng ta có thể chạy được hai chiều. Mà khi chúng ta chạy được hai chiều thì chúng ta phải hiểu được rằng là nếu mà index á mà càng cao á, nó không, càng gần cái gần cuối á, còn gần nửa cuối ha, từ nửa cuối trở đi, nếu chúng ta cứ chạy theo danh sách liên kết đơn thì số lượng phần tử cần chạy là lớn hơn, đúng không? Còn nếu mà chúng ta chạy từ cuối lên á thì nó sẽ ít số lượng phần tử hơn, được chưa? Chúng ta sẽ chạy qua ít cái nốt hơn, đúng không? Ví dụ như là thằng kế cuối đi, được chưa? Thì nếu mà chúng ta chạy từ đầu tới thì chúng ta chạy qua hết tất cả, ví dụ 1.000 thằng đi, thì chúng ta phải chạy cỡ chừng 998 bước, đúng không? Thì nó mới tới được thằng cuối, trong khi là nếu mà chúng ta chạy từ cuối lên thì chúng ta chạy có 2 bước à, được chưa? Cho nên về về nghiên cứu lại cho thầy cái thần chú để tìm con pre, được chưa? Thần chú để tìm con pre cho cái danh sách liên kết đôi cho thầy, được chưa? Về viết lại cái thần chú này để làm sao cho nó thỏa mãn được cái trường hợp là nếu mà nó chạy từ cuối lên, được chưa, thì nó vẫn tìm được cái con chó pre ha. Hiểu vấn đề không mấy đứa? Hiểu không? Hiểu là mình cần phải làm gì không? Bấm giơ tay coi. Rồi, như vậy thì cái điều đó nó sẽ giúp cho mấy đứa làm được cái hàm ghép một cách tối ưu nhất và tìm được cái con chó pre một cách tối ưu nhất ha. Rồi như vậy thì về nghiên cứu cho thầy, rồi hôm sau thầy sẽ sửa cho và làm cái bài cuối cùng đó, lộn làm cái bài remove ha, bằng bài stack kill nữa. Chưa? Hôm sau thì để thầy coi có cần phải học bài mới hay không nha. Rồi. Nếu mà không cần học bài mới thì thầy sẽ báo qua email. Rồi hôm nay nghỉ ở đây ha, gõ cho thầy số 5 rồi nghỉ. Cái video này nè thì thầy sẽ share cho mấy đứa nha, rồi mấy đứa download về mấy đứa lưu lại nha, rồi thầy sẽ xóa đi cái video này ha, tại vì nó không có nhiều cái tài nguyên trên Google Drive nữa. Thầy ơi, em học bù vào thứ hai tuần sau được không thầy? Được. Em muốn học, giờ nào em học? Quản lý lên lên nó được không thầy?
Link nào? Cái link mà thứ hai link từ